Cho các bản tin nhanh 24/7. Không làm chủ tay lái, cán bộ trung tâm quỹ đất tông vào xe tải tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô 4 chỗ mang biển số 61H1508 do tài xế Lê Ảnh Đạt điều khiển sinh 1989, ngụ tại Nhân Thành, Bình Phước. Cán bộ trung tâm quỹ đất huyện Nhân Thành điều tiết lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Tây Ninh đi thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Khi đến đoạn đường cong thuộc ấp 2 xã Nha Bích, do chạy tốc độ khá cao, không làm chủ tay lái nên lấn xe phần đường đối diện, tông vào một xe tải đang chở củi cao su biển số 54T9416 do tài xế Võ Thanh Minh sinh 1979 quê Quảng Ngãi điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú tông khá mạnh nên anh Đạt và xe 4 chỗ bị xe tải đẩy ủi ra phía sau hơn 10m, đầu xe ô tô nát bét, tài xế Đạt bị kẹt cứng trong cabin, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng cảnh sát giao thông công an huyện Trân Thành nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, hẹn lại video clip tiếp. Nhớ like, share, subscribe.